luôn. Không có giả điên ở đây nha. Tôi yêu anh thật rồi đó. Mày. Bây giờ đưa tặng cho chịu lấy không? Đây là cơ hội cuối cùng. Tôi nói tiền này thì cũng chịu mới dùng. Tôi... Nhưng mà đã trả lại thế... rồi, bây giờ á là cơ hội cuối cùng. Nhưng là không mà... chừng đưa. Còn anh không chừng nói... trả lại cho chị Mỹ Dung. Anh nghe tôi nói. Anh nghe tôi nói. Tôi cần cái hai. Tôi cần tình cảm, tôi cần tình yêu của anh nữa. Người tham lam chính là anh Khoa. Bây giờ giải quyết cái câu mà đưa tiền nè. Bây giờ đưa tiền có lấy không? Không lấy là không chừng về là khỏi nói nha. Ok, đưa đây. Nãy giờ quay qua quay lại chửi ông chừng biết bao nhiêu lần. Tôi muốn cho mọi người thấy anh là con người như vậy. Vậy là anh đùi giỡn tình lòng. Cảm của tôi. Trời ơi trời. Đau lòng ghê trời. Giờ phải đưa chịu cho anh Khoa. Chị Mỹ Dung coi vậy thấy không? Em cũng hết lời hết. Chị Mỹ Dung ơi, mà anh hướng chừng là... Tốt, bây giờ đưa tiền rồi phải khen nha. Anh nói chừng... xấu nữa là coi khỏi vừa luôn á. Anh hướng chừng là một kẻ làm cho người khác đau khổ tình cảm chị ơi. Đó. Anh nâng chừng bôi bác cái tình cảm của em. Anh nâng chừng lúc nói yêu lúc nói không nghe chị. Con người chị nghĩ đi. Một con người mà em đã yêu thật sự, em yêu thật lòng, mà chỉ vì lợi anh mà vì vật chất đồ đến với em. Chị nghĩ coi, em yêu ảnh mà anh đối xử em vậy. Dạ, vậy con có nghĩa là không yêu nữa phải không? Tại vì con người cũng không chừng lại vậy, bây giờ không yêu nữa phải không? Ok chưa? Rồi tiền những lấy đúng mà không? Em thưa chị luôn là từ đây em không còn gì với ông Trần nữa, em vẫn yêu ông Trần, mà trái tim em vẫn để trong lòng em. Nhưng mà tiền em vẫn lấy. Rồi tiền có lấy không? Anh đưa thì tôi để cho tôi, cảm ơn chị Mỹ Dung. Đưa đây. Đó, giờ cuối cùng kết phim cái chết của mình. Mà... Nhưng mà con người của ông Trần là con người giả tạo. Bớt nói đi, để ta nói trên đây. À, chị Mỹ Dung ơi, em lấy triệu của chị đó, chị tặng cho anh Khoa. Chị thấy anh Khoa cũng tội nghiệp đó, chị tặng thì em trao số tiền triệu lại. Hồi nãy trao một lần rồi mà bả trả lại, bây giờ á bả thì bây giờ em đưa cho bả. Ổng với bả gì đó, ổng với bả. Thảo Mười. Qua, bả là bà xã đó. Bà xã. Cảm ơn xã đi. Cảm ơn xã đi. Cảm ơn đàng hoàng nha. Thôi chị Mỹ Dung ơi, em cũng cảm ơn chị Mỹ Dung nha. Chúc chị được nhiều sức khỏe, an khang, mạnh khỏe. Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, gia đạo bình an, mọi thứ cái tôi nghĩ công việc của chị được nhiều thành công tốt đẹp. Tiền này của chị em luôn khắc cốt ghi tâm, ơn nghĩa của chị, ơn nghĩa tất cả của tất cả mạnh thường quân. Rồi, được rồi. Dạ, cảm ơn xã luôn. Nhưng rồi, mà cái em... người trao á không cần cảm ơn hay gì. Đó. Đó, không cần đâu. Nhớ về lấy cái sổ đỏ ra trình diện nha. Những nụ hôn này là ok chưa? Đó. Vui vẻ lại đó. Ok nha mọi người. Hung cái đi. Ngồi xuống hung miếng coi. Ai gửi tiền chúc mừng, ai gửi tiền chúc mừng thì đưa đây nha. Đó, vô ngồi đi anh. Ngồi xuống hung miếng coi. Chưa có sổ đỏ chưa ngồi người xuống. Ngồi xuống coi. Có một điều kiện mọi quà rất là dễ luôn, con chủ tịch tập đoàn mà làm chào được mà. Quay ngồi với vợ. Ngồi chút xíu đi. Chào. Chúc clip đây nha, chào tất cả mọi người. Chào ông quay ngồi với vợ. Con em sẽ là con của anh. Nếu mà là về chung một mái nhà thì con anh cũng hay là con em, bây giờ chưa về chung mái nhà, Khoa hiểu không? Bây giờ Khoa về kêu mua cái nhà, lấy cái sổ cầm tay ra đây nói chuyện. Bây giờ em nói được, không phải vì vật chất, không phải vì tình yêu. Hơn trần là gì vật chất, hơn trần không gì tình yêu. Ok thì thôi khỏi, anh yêu đương gì đây. Trời ơi, cũng là mình là tuyệt gia tụi đây luôn. Ở trần cấp 3 nè. Ngay chỗ bảy cân á, ngay chỗ quán nhậu bảy cân á. Đúng rồi. À, và chị Mỹ Dung ơi, và cùng với mày ơi, lên tiếng dùm một cái nha. Hết giận nó không có được người kia qua, mà nó chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của Khoa luôn nha. Và nó đang giữ 1 triệu của Khoa nha. Ê, triệu này trả lại, bây giờ có muốn đưa thì lấy thì đưa. Thôi, để nói cho cộng đồng mạng biết, rồi người ta biêu điếu anh, ha, dù quá. Ê, qua tao gọi mày. Ba chú còn đường nha, đây là một người anh của Nguyễn. Anh của Hoa phải không? Không phải, đây là chồng của dì Trinh nha, và đã hãm. Hãm Khoa ngày hôm qua, buổi chiều hôm qua ở đây
hãm sao và mong cộng đồng mạng lên tiếng giùm nha. Cái người mà xúc phạm cái danh dự người khác là chạy như thế nào, mong cộng đồng mạng lên tiếng. Đó về trốn đó, anh bỏ ra đi luôn rồi. Chú Nguyễn em đi với coi. Chú Nguyễn ơi, anh nói ông bán con chúng này chứ nè. Alo. Ê à. Ui. Trời, đang ghê Nhìn lên trước. Hôm nay anh đi taxi rồi. Ra cây cần sạch để chắc tại không kêu đi chung với ảnh chứ. Trời, biết tiền luôn rồi. Buồn nào buồn hơn. Đó, cái đồ chuẩn bị cứ nghiện lên xe qua. Còn gì chích là lên xe gì đây chích. Đó, chết rồi, chết rồi. Chích nước, nước, nước mắt chảy ngược luôn, giọt nước mắt chảy ngược luôn giờ. Pha cho đây ngồi đi, pha. Dạ. Sao tự nhiên tới Nguyễn đi chích buồn cái gì chứ? Làm gì mà thôi buồn thì nói không ai nó đi ba chơi gì đâu cái gì thôi nó hô là ra ra bảo hô hả là Tấn Nguyễn là thương yêu bà chết mẹ đi ra ngoài kia rồi bước bước quá rồi. Trời ơi, qua kiếm lên chết luôn kìa. Lên không? Không phải à. Không dám ngồi. Bị dột. Chỗ đó bị dột. Bị dột, bên kia bị dột á. Qua kiếm chết luôn, lên đây được rồi. Qua kiếm trước làm gì nữa, giờ không còn gì nữa. Không còn mẹ con luôn phải không? Cắt đứt luôn phải không? Thì bị nãy chất lấy nó 50 đúng rồi. Con thấy gì chất buồn nha, thiệt luôn á. Cái kiểu hụt hẫng á, gì chất bị hụt hẫng rồi. Tự nhiên Nguyễn lên xe hơi đi, cái đợi để chất ngồi thấy gì mặt buồn nha. Buồn cái gì bà? Buồn làm chi em ơi. Có lời nào nói gì chứ. Mẫu hậu cũng bị anh Tuấn Nguyễn bỏ, bà Khoa cũng bị một người này bỏ luôn. Người ấy hả? Tự nhiên là mẹ con mình đụng cùng rắc tình á. Quá có duyên mà không nợ. Thân Trần bỏ tôi, Tuấn Nguyễn bỏ Mô Hồng, hai người đều khổ như nhau. Ra ngay chỗ cái cầu bị lợi á chứ, đứng đó mình coi cả chứ. Đừng nói bậy nha. Cái người nói là phải nói tôi nói nè. Chứ trả tiền bà chưa. Trời ơi má này cứng ở đây lấy cũng chưa. Ngày trả 50. Quá hả? Nói gì số mà chết. Mọi người. Nó hả mày xài có cuối đời chưa hết nữa. Đó nó trả 50 ngày. Mày nghe thằng bạn đó. Thằng bữa hôm qua ba chỗ pin nè. Thì chết dở quá. Cái lộn nó hoài. Tiền nó chăn cả đời cũng hết. Mà nói bà chết. Cũng mê tiền lắm. Hỏi anh một câu thôi, anh có yêu em hay không? Trời đó, bây giờ giải quyết thằng Trần đi. Anh đừng có giỡn tình cảm với ca hồi anh yêu rồi không? Nói gì? Chớ trả lời em coi chớ. Đúng rồi, Hân phải nói chuyện cho đàng hoàng Hân ơi. Nói gì trời, anh ngủ với em hôm qua đã quá à. Trả lời em con ơi. Mình làm thì mình phải nhận đi Hân à. Anh ngủ với em đã quá trời nhỉ. Trời, tào lao quá, trả lời cho anh Khoa nè. Mặc đồ giống bê đê quá. Bây giờ trả lời đi, anh Hân. Anh đừng có giỡn cái gì vậy? Trả lời anh Khoa đi. Tôi nói anh Hưng nói rồi. Đó, bây giờ. Đó, bây giờ anh Hưng ngủ gì chết rồi sao? Bây giờ em có chấp nhận cái mối tình này đi tới hay là em ngưng lại? Chứ còn nói anh qua ngủ với Hưng Trần đã quá nữa kìa. Dạ. Anh Hưng đã không anh Hưng? Hai đứa mình đút cà lem, em đút bánh bò. Cái gì? Anh ăn bánh bò, em anh nói ngon. Ok, anh gọi máy đi nha. Trời ơi, à, em có dũng sữa không? Tại ta nói có. À, trái. Giờ anh đòi ăn xà lông, em bứt xà lông em lên. Rồi đây, anh sẽ đợi chị Mỹ Dung và cùng đồng hành chữa em đi. Mỹ Dung hứa cho em mà, qua hôm đấy là cho em rồi. Ha, cho được cho. Trời ơi, ông cầm độc mạng đi. Hello. Hình như là con thấy anh Khoa kiểu như là thích tình hay sao á, gặp lại cũng cắn mới vừa nói yêu cái xong rồi quay qua mặt chở mặt rồi thế này thế kia, bây giờ quay qua hỏi mình hoài.
phim này không biết chừng nào nó mới hết tập. Ủa? Cái tập cuối cùng là siêu với dông cái chân chồng. Có người nào nói với tôi, con em chứ là con của anh. Cái phim nói này, đi tập cuối hồi cùng nãy hồi nãy là có gì chất xe yêu anh ba triệu hồi hồi nãy là có gì Dũng có gì Dũng nghe rồi. Bây giờ anh không đưa ra trong chuyện đó, tôi bêu rếu anh khắp nơi. Sao ngộ lúc ta đưa rồi. Nhưng mà tôi sẽ bêu rếu anh ở làng Nguyễn Phù. Cái đó gọi là thủ đoạn đó. Hoa mình lại cả cho mình lấy không lấy gì thôi. Thì tự nhiên chưa được bêu rếu. Nhưng mà tôi sẽ bêu rếu. Ai chi mà. Nhưng mà em để tôi nghe nói. Anh không yêu tôi, anh đùa giỡn với tình cảm tôi. Tôi bêu rếu mọi người luôn. Tự nhiên cho tiền rồi trả lại rồi biêu riếu là chuyện biêu riếu sao? Thôi tôi khỏi nói anh nữa. Chớp chữ qua dùm con rồi xong rồi nó lợi lớn nó tào lao nó không nè. Nhưng mà anh đùa lại không nữa nè. Anh đùa giỡn tình cảm tôi để cái con đồng bằng chữ lại cho tôi. Bây giờ đưa lại chịu cho nha. Bây giờ anh mang tới hai cái tình cảm với tiền bạc luôn. Anh dính xương rồi chứ này anh chạy đâu mà bây giờ lấy ông chồng tôi đưa. Đó, nó khỏi nha, có chứng làm chứng nha, để không coi nó biêu riếu mà nó nói lấy chịu của nó là không có lựa ổn với con đâu nha. Biêu riếu luôn. Con là đàn ông á, nóng nhiều khi nóng tánh hay chuyện gì xảy ra là không biết đâu nha. Đàn bà chứ đàn ông. Lúc thì nói yêu người ta, lúc thì đùng giỡn người ta với ta. Cái đó là anh là đau khổ người khác á. Anh hạ và anh làm mất nhân phẩm của người khác. Dạ, cho em nói nè. Cô im đi, cô im đi, con không nói gì với cô. Nãy giờ em hả, không có nói gì anh ha. Cô chỉ là một bà di trai, cô không xứng đáng nói ở đây. Cô chỉ là một bà di trai, cô còn kêu người khác quay giùm cho cô. Dạy nha, dạy cho khoảng nhau rộng nha. Không có là hả, tôi không có xin tiền đâu, tôi không mắc tội như vậy đâu. Nghèo thiệt. Chuyện này chuyện của mình vợ chồng con. Anh hả, nói chuyện của tháng. Chuyện này chuyện của vợ chồng con không có. Vợ vợ chồng gì? Chồng có cưới không? Có cưới mà có giấy